Còn cháy gì nữa? Nóng. Nóng gì mới còn nhịp đó. Còn một gấp dài. Hai gấp luôn, còn hai gấp luôn. Kìa, ăn mình mạnh đi. Dứt đi. Dứt mình mạnh đi. Thiếu ớt rồi nội. Dặm. Con nước. Trời ơi, còn cái gì mà bằng nữa không? Kêu bằng nước mắm này là bằng nước mắm tôm nha bà con. Nước mắm tôm mà. Nước tôm. Quá quý luôn rồi, nước mắm tôm. Ăn là chỗ bà già ăn là phải bao nguyên con cả nhà. Bà tử đó cả nhà ơi. Cái bao tử với lính nó canh sẵn. Có hai bạn lính nó canh sẵn ở trong á. Măng là cả nhà. Chuột này nó có trứng nhiều lắm nè. Trứng luôn hả? Trứng rồi đó. Trứng là trứng nè không? Nó rõ ràng không? Trứng. Nó quá lớn quá. Là cái con á hả? Con của nó là hai đứa con. Lớn mà có con nó đẻ rồi không kịp bắt nữa. Đó múa đó. Quá ngoan. Quá ngoan. Thôi tha đi, ngoan thì tha đi. Tụ muốn tụ nghiệp. Múa. Hôm nay thì chú Tám mới về động ngày đặc. Mấy hôm trước chú Tám đi động xa, mình có công chuyện không có theo được. Giờ chú Tám về động nhà rồi, mình đi theo chú Tám để quay chú Tám đặt gặp chuột cho các bạn xem. Hơn nữa là chú Tám chia sẻ kinh nghiệm cho các bạn mới vào nghề đặt gặp chuột, cách đặt gặp chuột như thế nào cho nó hiệu quả nha bà con. Rồi giờ mình đi đâu chú Tám? Rồi chở bạn đi tới xe nè. Đi ra ngoài kia, ra ngoài chạy quá hả? À, rồi, lát nữa là nắng đi. Đây, hôm nay chú Tám cùng với anh Hào, anh Phúc hôm nay vào lại cánh đồng mình đi đặt rập chuột. Anh em đã đặt xong hết trơn rồi, bây giờ anh em ngồi ăn cơm nhâm nhi. Rồi, gương mặt thân quen không nha các bạn. Chào các bạn luôn, một chung vụ giữa cánh đồng ruộng nha. Rồi. Rồi. Đây là anh Hào Bao nè. Ở đây là mình đó, Hào Bao. Mình kêu đây là như là khách sạn Me Tây á. Ở dưới góc Me Tây. Chỗ này chỉ trú nắng thôi chứ mưa thì lát nữa chắc phải dọn chỗ khác. Này tối nay có ẩm thực nữa không chú Tám? Mưa muốn có thì mình làm ẩm thực. Rồi làm ẩm thực đi ông ơi. Ẩm thực rồi tối chạy chứ lấy cho rượu. Cái dàn rập của chú Tám đặt cái bờ mương này dài vô trong kia tới cái gò cao đó. Cứ mỗi độ mùa nước nổi về thì bông điên điển quê mình nó nở rực bông hoa như vậy đó, vàng tươi, có nơi thì còn gọi là điền thanh đó, miền Tây mình gọi là điên điển. Ở cặp theo cái tiếng giao thông nội đồng thì có một cái đám lúa này trước kia là miếng đất này trồng khoai môn, rồi bà con thu hoạch khoai môn xong rồi mới quay lại trồng lúa nè. Giờ lúa cũng đã cong trái me rồi. Cặp tiến lộ giao thông nội đồng. Bây giờ này cũng 6 giờ rưỡi tối rồi. Giờ mấy anh em bắt đầu nhóm cái bếp lửa lên. Ăn xua đuổi muỗi. Hiện tại thì muỗi quá thế muỗi luôn rồi. Muỗi kêu như sáo hỏi mà. Muỗi quá nhiều luôn. Bây giờ kiếm tôi đẻ không ra. Chuột thì thăm đếm được con. Nên Hào anh ngã lưng rồi. Cái này có thành viên của mình không nè nghe các bạn. À, Vinh nè. Chú Tám, Hào Bao chứ không ai xa lạ hết trơn á. Còn thiếu có bảy xã à. Đầu tiếng Hào Bao. Ở trên YouTube cũng dặn là chỉ có ông Hào Bao này là chuột rồi. Giờ mấy anh em chuẩn bị xuất phát để lên đường đi thăm rập chuột. Đi bắt chuột đó. Đó, giờ đi thăm rập chuột nghe, mời bà con đi luôn nghe bà con ơi. Chào các bạn luôn. Chào rồi. Rồi. Mà ăn chuột cái đồng đó là sáng. Chắc là mình bắt con giái ngoài vô.
thì mình phải di chuyển qua cây cầu này mới đến cái điểm gặp của chú Tám được. Rồi, cầu này cầu khỉ miền Tây nha các bạn. Ở An Giang mình là xài cầu gì không à? Cầu tre. Cầu tre rất lẹo. Tôi kêu cầu khỉ. Rồi anh Hào đi hướng của anh đi nghe, lát nữa em qua anh nghe anh Hào. Kìa kìa, mở hàng đường con mini kìa. Mini nè. Ồ. Mini bé bỏng. Rồi vậy có đổ là được rồi. Có chưa nào? Được mấy con rồi? Được con đó hả? Ở đây ú rồi. Chụp ú. Ú hả? Ú. Ông rồi né 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 cái đèn này chứ đó. Wow, ú thiệt luôn. Chụp cái này màu nó đổi màu hết chứ ta. Chứ hôm giờ chuột cũng vẫn còn ở mới bắt đầu chuột cái mú rồi. Chết lấy lời kho, lấy lời kho sang. Kìa, con màu bén. Con gì vậy? Con rắn máu. Ồ, nó mối nữa. Mồi nữa. Mồi nữa, mồi nữa. Con này cũng được rồi. Cũng được rồi. Đứa này nè, đẻ luôn cái gì ta, nó có chữa luôn. Đứa có chữa, chuột có chữa. Có chữa rồi. Đứa lớn rồi. Chuột này nó bắt nè. Chuột này bắt hả? Đứa này là nó ngon lắm. Kìa. Ừ. Đứa này ú dữ dằn. Đứa này mở lúc luôn. Còn như mini bế bọng là nó trả lại ha. Thì hơi nhỏ thì nó giạt ra. Chứ mỗi năm thì nó đâu có vụ giạt, căng xô mà. Dạ. Gọi là xô rồi đâu có giạt cả được. Nó như đường lộ vậy nè, đó là bờ mương đó. Chuột nó ở dưới đó là nhiều, chứ trên ruộng thì ít. Vậy là cái nó ở bên bờ mương. Ừ. Nè đây đó đường mòn đó thấy không? Dạ đây đường mòn đó. Đường mòn. Nếu mình bắt con chuột về thì con chuột đi này đã nó sập rồi nó không chạy là mình bắt con chuột về là mình đặt cái hướng bên đây lại. Dạ, vậy là ông thủ cây cờ ngay chỗ đó đó ha. Thủ để nó dằn xuống mương. Dạ. Này là bắt con chuột chạy về lại nè. Rồi đúng rồi. Đi sập rồi đó mà nó không chạy. Rồi. Ùng. Hang ùng quá thế luôn mà sao không thấy chạy ra chứ ta. Kìa chạy con chuột con rồi kìa. Chạy con chuột con là có những chuột mẹ mình không có cơ hội ăn rồi. Giác này bắt không được thì bắt giác sau. Mà nhiều khi chuột mẹ bị ta bắt rồi nữa. Ừ. Giờ còn chuột gì thì bắt chuột nấy. Nó chắc chiều nó đói cái nó chạy ra liền hả chú ta? Ừ. Kìa đó con chuột mini. Đối với khát nước là nó chạy ra nó ăn, ăn yeah. Là nó chạy vô liền. Rồi như giá tấu chút là nó đi xa hơn. Rồi giá chiều nó chỉ chạy ra chừng thước ngoài hay thước cái đảo lại. Thấy thì cũng chạy bình thường, bây giờ nó yếu chuột quá. Đó, chuột lớn đó. Trời ơi, chuột đó mới nặng rộng đó thấy chú ta? Thứ này nó mới nặng rộng nè. Được thứ này không thì nó mau lắm. Đó, trời nó đây nè, đây nó là mini nè. Đâu à? Đây, mini bé bỏng luôn. Thứ này đổ ra ngoài. Đổ ra ngoài thì cái thứ này thì nó hơi nhanh rồi. Thứ đó nhanh rồi. Biết rồi, biết cái đó biết đường, biết xá rồi chạy à. Đây nữa nè. Này mini bé bỏng nữa nè. Trời được con mẹ là hai con rồi đó. Cũng la làng vậy trời chứ nha. Đứa này có được có im luôn rồi. Lứa này là lứa sức lứa rồi. Này là chắc sữa nó sức sư ra nó gã bậy nè. Nó đâu rồi kêu ác ác nữa rồi. Đây nè, thằng ơi nó kẹt cái mình nó kêu tám ơi. Nó kẹt cái đuôi nó kêu nè. À, vậy chị đó. Bạn này bị lứa chị rồi. Kẹt cái đuôi la ác ác. Ngay đây chỗ đó. Chỗ này. Rồi ở đây nữa nè, lưới chị nè. À, có lý quá. Có lưới rơi lưới rơi dưới hoài được rồi. Nếu mà nó chạy lửa thì nó chạy mạnh lắm. Cái chuột lớn bây giờ cũng không còn như bị đặt tới đặt lưới hoài. Đêm nay chú cháu tôi ở lại trong đồng làm ấm thịt nữa nghe bà con. Hôm nay thì làm chuột bế bọng nữa.
như mọi năm vậy đó, mình làm cặp gấp bằng cây điên điển. Này chú Tám lát nữa ông trổ tài ra, ông tách cái cây điên điển ra làm hai, cặp cái con chuột lại đưa lên lửa than nướng. Lát nữa là cái thao tác chú Tám ông làm cho bà con mình xem ha. Đó đó, lửa chị đó. mini em đó đó đó, đó. Đâu rồi, hết biết đường biết xác rồi, vô hàng à. Cũng biết hàng cái ghê ha, biết chứ tao. Nhà mình với nhà cửa phải nhớ, đi phải nhớ nhà chứ. Ô vô đạp không chạy không đạp luôn chú Tám ơi, đạp không sập luôn coi kìa, vô đạp không sập luôn. Mà con chuột kế bên, chuột quá lớn luôn, nó lọt cái lỗ ra ngoài luôn chú Tám ơi. Con chuột nhỏ lọt cái lỗ rồi, con chuột bự nằm đây. Chuột bự là dính rồi phải không? Dính rồi, chắc ăn rồi. Chạy sao có khỏi đây con này chú Tám ơi. Ui đây nữa, mini này lọt lỗ luôn à. Mini này còn được, còn bắt là được. Con này mini này, con này con chạy đây đang chỉ. Chị. Này bên đây đây con em. Đây. Nó hai bầy lứa đó. Hai bầy lứa. Đó. Có chừng nó táp nha. Nó cạp cái nữa mà cong quăng cái rập nữa đó. Chị với con em. Hôm rồi đâu có luồng đặt đâu, mua gặp mới này mà đi đặt hoài mà cái bao gặp đặt được. Tối nay mới đặt được. Dạ. Kẹp ngang cái mình luôn chú Tám ơi. Dính ngang cái mình luôn. Dính con chị còn con em ngồi kế bên này chẳng. Đâu. Con em. Rồi. Biểu diễn. Biểu diễn không? Biểu diễn. Muốn rồi, mua thử coi trời. Mua đi à. Mua. Không chịu mua rồi. Đó, mua rồi. Mua. À, ta. Quá ngoan. Quá ngoan. Thôi tha đi, ngoan người ta đi. Tao muốn tội nghiệp. Mua ha. Ơi nè, nghiệp kìa. Đâu rồi. Nhà không biết không. Thể đại đi, không biết đường về nhà không nữa nè. À cho khỏi đi, để lát dính gặp. Đây nè. Ở chuột này thì được rồi. Làm bọng được. Còn sống. Chuột đó nó chắc cũng bị hoài gặp quánh hay gì, nó cũng bị yếu á. Dạ. Chuột mạnh nó múa coi im lắm. Múa. dục vậy hả? Đây nè chú Tám ơi. 180 độ rồi. Đây chuột này được nè. Được nè chú Tám ơi. Được nè. Giữa tờ. Mấy đứa này u lắm. Lát mày kìa. Dạ kìa. Đây, không thấy. Không thấy nha. Đây cái hang đây nghe các bạn. Cái hang ở trong cái bờ đê. Nó đi ra. Nó dẫn ra ngay chỗ cái rập dính chuột lớn luôn. Quá lớn. Nặng tay luôn á. Mà mình phải xoay miệng ra, xoay miệng vô ồn nó không chạy đâu. Dạ, đúng rồi. Mình phải xoay miệng ra mới được. Xây cái miệng ra ngoài ruộng á. Thấy gặp nó né qua bình thường nó đi ra ngoài á rồi lát chạy vô lại. Nè, nó thấy không? Ùng đó phải không? Ùng đây nè, ùng nè. Mình phải xây ra gì nè. Đó. Như thế này nè, đó. Đây, xây cái đập ra ngoài ruộng. Bữa quá im. Cái dạ nè. Đây có hàng đu đủ, cháy chịu luôn, cháy đùm luôn. Hồi nãy có chủ người ta vô người ta... Đu đủ người ta kêu mình ăn bãi tợi, đây nhiều đu đủ lắm. Dạ. Trung đồng. Cái này cũng đâu có phải mổ dịch đâu. Dạ. Cháy này nó mổ dịch rồi nè ha. Dạ. Mà cháy dưới này nó... Dưới dạ dạ hơn ha. Ừ. Ô, quá im rồi. Ha. Được rồi, quá im rồi. Cháy đó được á. Cháy được rồi. Ăn muối ớt ha. Đây mình mới xin chủ đất được trái đu đủ. Để lát nữa chấm muối ớt. Đó sập rồi đó chú Tám. Nằm kìa, nó ngó lên kìa. Ta hả? Đâu? Đó, chuột lớn. Đó, cũng lớn rồi, được rồi. Đây, chuột lớn chú Tám ơi. Quá à, thấy bay không?
Đây. Dính rồi. Đây. Cũng bự rồi. Có chân ngang. Đó. Chuột cái tung hở hở rồi xo luôn rồi. Gì đó, hai cái lò xo bự quanh cây rồi nó. Hai cái lò xo mà nó tung nhóm nhóm luôn ha. Nhóm. Hai lò xo lực xuống dưới. Cũng mới thôi lại hết trơn với sửa lại đó. Vậy đó hả? Ừ, chứ nó bị tung ra ngoài. Vừa chụp vô lại nó lồng cái rột. Bay trên tay luôn á. Bay trên tay luôn. Hết gặp rồi. Rồi hết gặp các bạn ơi. Bây giờ mình đến đây cũng tạm ngưng đi, lát nữa mình làm ẩm thực. Ừ. Rồi mình coi tổng kết thành quả của mình đi chú Tám ơi. Đây 3 kg rưỡi à. Khoảng 3 kg rưỡi hả? À, chú Tám nói trong cái rộng này khoảng 3 kg rưỡi thì so sánh với mọi đêm mình thấy im hơn mọi đêm hả chú, chú Tám? Dạ. Mà mình thăm sớm đó, thăm sớm là mà bế bọng sớm ha. Dạ ông đi xuống tới đó rồi. Dạ ông dọt qua trước đi ha. Ừ. Con đi vô quay ông chút xíu. Rồi. Đây còn đi qua bên phía anh Hào nữa. Mình chuyển qua bên Hào đi, còn chú Tám đi mình xuống dưới cái điểm ở dưới đặng bằng chuột. Ừ. Thôi mình tạm thời chia tay chú Tám đi bà con ơi. Đi bộ đặng luôn đi ông cũng được đó. Dạ. Rồi. Đây, hiện tại thì động chuột của ảnh cũng khá là nhiều rồi. Ồ, cũng nhiều quá đó anh Hào ơi. Mới tới đây thì ảnh cũng vừa dính được con chuột. Để đi trước coi coi có không mình lấy ra cho ảnh luôn. Đây thẳng vô cái rừng đó là hết đó. Vậy đó hả? Đây nè, dính con chuột đó nè, dính con chuột bự luôn nè nó Hào ơi. Đây. Để lên trên cái góc nền ha. Đó, trên nền đó nha. Dạ đúng rồi. Đây một con nữa. Đây một con. Con chuột lứa. Để trên cái góc trại này đi. Trại này để cho bà con mình dựa phân. Đây mình để lên trên cái nền này luôn cho anh qua anh gom anh đổ em để lên trên ngờ đó ra đúng rồi đó. Xung quanh cái trại này nãy giờ cũng được 5 con đó bạn ơi. Đây trại này để cho bà con mình đựng dựa phân giữ lúa. Thì đến đây thì nãy giờ mình đi thăm với ảnh cũng tới gò này cũng được 5-6 con ạ. À. Anh Hào thì anh thăm rất là chậm luôn. Đây là con chuột quá lớn luôn anh Hào. Ô, anh Hào anh lại anh coi coi. Anh dở là coi chừng nó tung đó nghe. Khéo khéo á. Quá hay à. Quá im. Chạy con chuột rồi kìa. Dính à. Chuột nhỏ, chuột lứa. Là cậu mình để chút mình làm clip. Chuột đó, chuột bé bọng ha anh Hào. Bọng. Bữa nay mình không có làm clip mình thả. Dạ. Yeah. Thả từng lễ sau cái nó bự mình bắt. Dạ. Yeah. Đây cạt mồi ha. Cạt mồi. Cạt mồi rồi. Chuột hôm nay đồng mình cũng giảm chuột. Để giảm cho bà con người đỡ một chút. Dạ. Yeah. Giảm chuột cho bà con mình người nhờ đừng chút ha. Chứ để chuột nó hoành hành quá rồi. Cũng có bê lơ gơ lơ gơ. Kè có kìa. Đó. Thấy vậy là được rồi. Cần gì mà lơ gơ vậy.
Rồi lứa lứa mà nó rơi vậy được, cái này bị nó ủi sập luôn nè, nó ủi lật luôn. Chổng đít. Nó mình đặt mình bắt một chuột vô rồi nó đi ra nó ủi. Để em quay lại cái này là sáng lụm nè. Quay lại cái đường này là lụm nè chứ không nói gì. Rồi mình tổng kết cái đồng chuột mình lại anh Hào. Đây. Đây là khoảng bao nhiêu ký anh Hào? Khoảng 3 ký. 3 ký vậy là bằng chú Tám rồi. Rồi. Rồi rồi ba, anh em 3 ký có hơn 3 ký nữa đó. Dạ. Ơi anh em tôi nãy giờ đi thăm đập chuột thành quả của anh Hào cũng được khoảng hơn 3 ký. Đây chỗ này. Anh em tôi tập trung lại chỗ này để bằng chuột làm ẩm thực. Có nhiều không Phong? Trời đất ơi. Cái này là thu nhập của em Phong mình được khoảng 2 ký à. 2 ký chuột. Rồi lên tốt tới cái mua thừa cho nó đó. Gì đâu ông đặt xa chứ chợ. Từ đây lên tới mua thừa cho nó hai bên bờ nước á. Tới trong con tẹo ở trống á. Vậy. Tới buồn thèm đúng không? Ăn đúng không ơi? Tuyển thêm nữa đi. Tuyển thêm mớ nữa. Rồi đến đây thì anh em tôi chuột cắn à. Đến đây thì anh em tôi tập trung để mà tuyển mấy con chuột nhỏ ra để làm ẩm thực. Mở không nè cả nhà. Đâu? Chuột đen đen không là mở không nè không? Vậy đó. Nè. Thấy chưa mấy con bự không mở đó. Mấy con nhỏ này ăn ngon, rồi, mềm. Ông xuống ông lột luôn đi để nước nó cái hả? Sao qua chuột hay sao qua xuống ăn nghiêng của ông. Ba củi trên biển này đâu có hàng gì. Đây có dao nè. Gì đâu mà đủ má đi lại này nào mấy ký. Hôm nay cái đêm dương quá bà con cô bác ơi cả nhà ơi. Quá yếu quá. Trăm rưỡi một cái đó. Chuột nhỏ không? Chừng 2 kg. Đây. Giờ chuột ở dưới cũng đã bằng gần rồi hết trơn rồi, bắt đầu nước nữa lên nướng ngang ngang. Bếp lửa mình cũng đã nhóm lên rồi. Thì chú Tám ông đang chặt mấy cây điện điển. Cầm cây điện điển thì... để làm cái gấp bằng nướng chuột. Chưa đâu, đổ nữa đi chú Tám ơi. Lên mèo lên móc nha, có cái tô đó, rửa chữa tô rửa đồ luôn rồi. Đây cái cách để chú Tám ông làm cái gấp bằng cây điên điển nè cho quý vị xem nè. Cho các bạn xem nha. Đầu tiên thì chặt cây điên điển, lựa cây điên điển khoảng bằng ngón tay. Tách ra từ từ. Đó. Khéo léo hai chú Tâm. Ừ. Tách đi ra nó mới ngày chứ rồi nó. Thôi là nó bể nó lãi ra ngoài. Lãi ra ngoài. Nó hư. À ha. Đó, vừa. Đây, cái nữa cho cô bác xem luôn chú Tâm ơi. Tách ra từ từ phải không? Ừ. À. Chú Tám cũng là chuyên gia là lọc tôm đó cho nên là cái tay của ổng tách cái cây điện điển này rất dễ luôn. Em thua
Rồi, hai gấp. Không gà quên em theo. Bữa nào cũng kéo. Không có dao nè, kéo cái lưỡi hái đó. Đâu, gấp đâu. Cái gấp đằng bên anh Tư kìa. Đó, anh Tư vô chuột trong cái gấp điên điển rồi đó. Đâu cần rửa, mũ đó là một lát là nó đâu không cháy điên điển. Mũ điển tốt có gì đâu. Mũ điển tốt mình ăn vô mũ điển nữa không bị nổ lò ben không nhớ. Không nhớ. Không bị giờ. Ông nói ăn mũ điên điển vô là nó không có bị lát chứ không có bị giờ. Ông nói cái sạc gì ông sợ mũ đi. Bây giờ ông sợ mũ đi điển là sao? Quá gọn đẹp luôn rồi bà con ơi. Nè, anh như chị để đây. Đó. Cột nó nắng lên trên cũng được. Cái này là mình nướng chuột, nướng mình gấp điên điển. À. Gấp thì mình nướng nó đều hay sao chú Tam? Gấp nướng đều hơn. Nướng gấp thì nó ngon hơn những gì. Dạ. Nè không, bà dạ. Xăng này đó ha, nó trắng lên màu trắng này, trắng mỡ. U, cái gấp này dữ lắm gấp này. Quá tải hả? Gì đi. Cái này có ai này? Mánh ngoài nhà chạy xe cho đó, nó có bình xe luôn. Ở ngoài xe kia đó, có cái đống lửa đó, mới vừa nhúm lên. Đó, nó đang đốt lửa kìa. Kìa cũng đông đó, hai ba người lần á. Lên tới trên chạy xanh đó mấy đường nước tiêu trên bắn đường tiêu châu nó giờ trên á. Rồi nè, vô nè mấy quân. Cách mình thì cũng có cái đống lửa đang mới nhúm lên luôn kìa. Thấy người nhum nhum lại đó. Quay đó rồi, vô quay cho mình đúng kìa. Của mình nó đắng có lấy vô quay rồi. Nó quăng. Mấy bà đó đây nè. Wow. Anh định chờ cái lửa ra con mắt nướng không. Yêu cậu bung ngay mắt là chín ra. Mặn cái lăng á, cái kia nó chín, mặn cái lăng không chín. Gót nước mắm ra đi, ấy đường một ngọt rồi cho nó tan. Lấy ra đi làm nên sơm đi, chợ dọn cái bài bản gì coi, viết đi, lấy mấy cọng chuột để lên. Trời đất ơi, nó còn nó đỏ ao gì đó mà. Thì nhậu vô đủ trước đi. Ơi, ơi. Quá sung rồi, quá sơm rồi. Lấy cọng với chị cắt đu đủ luôn. Ba ha. Nhậu phải có ớt mới được. Cho nó cay đỡ hơn mọi chút. đã, tôi biết mà. Bây giờ mình tập trung vô trong cái trại. Cái trại của bà con mình ở giữ lúa đó. Để nướng chuột, để làm ẩm thực. Ở đây có cây đu đủ đực nè. Nếu mình xin mấy cái bông này về ăn làm thuốc. Đàn của anh Phúc sáng im chưa? Trong trại thì chú Tám đang nướng chuột. Lát quá. Giờ này phải được có xe đem ra giữa đường này mà ngồi nhậu nó mới sướng. Nó né gì? Nó né mình đó, mình né nó. Một lát Phương chạy xuống nữa nè. Không, chạy xuống mình né nó. Mình né nó là chắc ăn. Bà mẹ cái đường có xe đây rồi tôi đem cái giữa đường phải ngồi qua cái đường cái bên kia là ngồi mới rồi. Đụng bên này phải qua kia. Thôi nha. Dạ. Có mỡ ha. Mỡ, có mỡ rồi, mỡ lắm nè, tại mỡ trắng phiếu trời đó. Mà chuột tới nha, chuột già nè, nó cũng được mỡ luôn. Ngon không? Các bạn này thấy ngon các bạn ơi. Quá ngon luôn chú Tám ơi. Chuột này mà nửa đêm là nhậu là về tối ngủ cũng được nhất mình. Thấy ngon quá ha chú Tám. Ừ. Sao không ăn được? Giữa đồng làm gì mà có mà đập đầu liền, rồi mặn liền, rồi nướng liền gì là nó ngon. Chứ người ta mua mà con chuột mà về tới nơi tới chốn là nó ướp nước đá, rồi thời gian nó dài nó đâu ngon đâu. Mà làm gì đó. Nó mắc đều trong bếp rồi. Để chìm chìm đi miếng lửa nữa cho nó. Đủ lửa. Lấy cái chưa. Bọng không có cái đá gì chứ sao? Bọng không có gì. Lấy cái bọng chọn đang nhậu thôi. Đây, chú Tám mình đang chăm sóc hai cái gì ba cái dĩa chuột.
đó, sắp, đấy, ra lò. Sắp ra lò rồi. Rồi nướng luôn cái đuôi nướng mối rồi hả chú Tám? Đang lụm luôn rồi, còn hút nữa. Lụm cái đuôi nướng mối rồi. Còn lát ngồi nó luôn. Nướng mối là ta xí rồi đúng không ư? Nướng mối hả? Nướng mối ăn rồi còn đâu nữa? Còn không xí rồi đó. Mấy ông rửa đâu Tám? Hả? Mỗi rửa đâu trời. Con cục nướng rồi. Đũa gì mấy ông nậu nịnh. Đũa còn cái gì? Nậu Tám kêu rửa gì? Đũa tào lao. Bóc tay ăn còn không cảm giác nó ăn đũa. Kiến lửa nè, bắt đầu mặc sức lo nó vô cái. Đó. Thì vừa là cái đu đủ này là đủ thuốc đó thầy, để lát nữa mình xin ba cái bông này về mình làm thuốc á. Dạ, lát nữa mình xin về. Thấy không đủ đực đó. Có ông tài nói cho mình xin mớ đây. Của ai rồi? Tôi của ai? Vậy hả? Hàng hôm nay nó lại nhắc nó đốc sao đâu mà tàn là nó đủ được không? Vậy à. Đồ nào nó đem theo đồ người nào nó đem theo chứ đó. Tôi cũng có cái nắp cỡ không có vụ là tình trạng này đó nha. Quên lại cái nắp. Chẳng năm nào mai chén chén trên cây lấy xuống. Mày đem cái gì vô rồi mình cứ đều ra dùng cũ vậy không? Ra chưa? Ra lò chưa? Đâu chuẩn bị đem ra lò rồi bà con ơi. Đó. Vô nè. Vô sắp hàng sắp gói. Vô 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 ngồi đi, vô ngồi cho có tụ đi anh em ơi. Vô ngồi đi các bạn ơi. Vô ngồi đi có tụ cho có tụ đi anh em bạn bè ơi. Mời mốt nhậu thấy mua cái đèn rồi. Sáng rồi nhậu luôn. Đây, bắt đầu ra đi, ra từ từ đi. Đây. Tại cái đèn đó, tại đừng có vụ xe. Đúng không các bạn? Này ngồi nhậu thoải mái chưa? Đột chính mà cây điển không về cháy. Đây, rõ ràng luôn nè. Thấy chưa các bạn? Rõ ràng luôn. Hầu như cái này chưa. À, cái này còn nó chưa được bị gấp nó quá dài. Để lên lại. Đột chính cây điển không về cháy đó các bạn. Không cháy đâu. Mà cái nhà cháy chính chưa chín. Chín luôn rồi các bạn ơi. Chín rồi, bắt đầu chuẩn bị anh em tôi bắt tay vào dập cây. Vậy cũng này gót chú Tư cái. Rồi nãy giờ thì anh em tôi mỗi người mỗi việc thì cái cho chuột không chạy đất tôi chạy cái dĩa chuột cũng đã hoàn thành rồi. Bây giờ anh em tôi chuẩn bị là để tập trung vô đặng thưởng thức nè. Để nhà bông rủ được vô để làm kiểu coi. Để đi lát nữa em bẻ cho nhiều nhiều gì làm thuốc quá. Để lát nữa làm kiểu đây nó mẻ đi. Rồi có mình đem vô mình quất trước đi làm thuốc rồi làm sao? Ăn được ha. Trên tay ta đang cầm chai rượu thế gia. Biến ra được mà đụng tám đông biến được cái trơn. Đông biến được hết trơn, cái gì cũng được. Biến ra được. Thì chân dây nhách cũng biến ra được. Đông cái này nè. Đây nè, đây coi nè. Có ghế nè. Ghế đông để cái ly rượu á. Cái vậy? Ghế để ly rượu á. Ly rượu không có gì đấy chứ hả? Có đâu. Yeah. Anh em tôi mời bà con dùng bữa tiệc giữa đêm khuya với anh em tôi nghe. Chuột nướng dĩ. Chuột nướng cặp gấp cây điên điển. Chuột nướng cặp gấp cây điên điển là ở trong đồng mình chuột mình bằng liền nướng liền bằng cây điên điển nha cả nhà. Nhà uống rượu với mình á. Trời ơi quá quen. Trước sáng á. Bà ơi chặt cho vô má vô rượu chết hết. Rồi cho bàn tay phải chân cổ lưng cây mạng chân rồi chết gì văng gì nước gì uống rượu. Bàn tay phải chân cổ lưng cây mạng đó. Rồi những gương mặt thân quen không à quý vị ơi. Lấy giùm mình có niềm những gương mặt này lại có từng xuất hiện trên clip của mình hết rồi. Phong Vinh Phúc. Phong Đông Dương. Đông. Đông Dương. Hào Bao. Hào Bao là đặc biệt là Hào Bao. Cái này nó rộng rồi. Bây giờ rộng rồi. Rộng rồi. Rồi chú Tám mời lên chú Tám ơi. Rồi. Cả nhà ơi. Rồi. Ông sẽ xé miếng chuột luôn chú Tám ơi. Cắn rồi. Ăn là chuột bây giờ ăn là phải bao nguyên con cả nhà. Ăn mà con bao tử đó cả nhà ơi. Cái bao tử với lính nó canh sẵn. Có hai bạn lính nó canh sẵn hết trơn á. Măng cả nhà. Chuột này nó có trứng nhiều lắm nè. Trứng luôn hả? Tôi chưa dùng trứng rồi đó. Trứng nè thấy không? Nó rõ ràng không? Trứng. Nó qua lớn quá. Là cái con á hả? Con của nó là hai đứa con. Lớn mà có con nó đẻ rồi không kịp bắt nữa. Ăn cái này cứ bằng rồi ăn hổng hào á. Con đi ăn cho nó nóng mấy chăng? Ăn đi. Có lát nữa giờ vô làm. Giờ
Đây tăng cường cho thêm chuột nữa chú Tám ơi. Đó. Giờ mấy anh em tôi mời tất cả các bạn nha. Rồi. Đây đi đặt chuột xong rồi anh em xúm nhau tập trung lại đặng mần chuột, đặng làm ẩm thực. Đó, chuột tặng nướng. Các bạn một cây gấp điện điển luôn. Nào đưa cho coi chi tiết cho ta. Cây gấp điện điển là chỉ là nướng chín chuột thôi, cây gấp điện điển nó còn y sinh. À. Gấp tươi luôn. Giữa đồng không có cây gì để thay thế thì mình lấy cây điện điển dễ tiện ha chứ đâu. Mà mở nè, mở chuột chảy nước nhẹp mà. À. Nè nè thấy không? Không cháy cây ha. Nè mở chuột rồi tôm cho nè. Lên gấp mới nướng nè. À đó. Gấp mới chuột ít mà gấp bự. Cây điển quá to. Rồi vô anh em ơi. Hết sức căng ngấu nó ngon trời, nướng liền ăn liền nó ngon thế ghê luôn. Bữa tôi đổ mình đó chạy ba bốn con bỏ vô gặp nó lọt á. Trời ơi rộng ông con chuột còn ra mà nó con nhắn máu. Là con nước. Trời ơi còn cái gì mà bằng nữa không? Kêu bằng nước mắm này là bằng nước mắm tôm nha bà con. Nước mắm tôm mà. Nước mắm tôm. Quá quý luôn rồi nước mắm tôm. Nhìn ăn cá ăn được ảnh. Thấy quá nước mắm tôm. Ăn cơm. Đây cái buổi tiệc ẩm thực chuột nướng cây điên điển, chuột nướng cặp gấp cây điên điển đến đây cũng đã đây, kết thúc video trong 3 đô đó. À. Chuột còn nữa nè các bạn. Đến đây cũng video cũng đã khá dài rồi, mình xin kết thúc ở đây. ATV ẩm thực vùng quê xin chào tạm biệt tất cả bà con. Rồi cảm ơn tất cả bà con đã xem video ủng hộ mình nha. Rồi chào tạm biệt tất cả các bạn. ATV ẩm thực vùng quê. Bên đây đưa đèn bên đây gọi quá. Mình cắt đó sao có hù vậy? Cắt cho đủ ăn gì không? Dẻ đồ ra cho anh em được tháng. Dẻ ra mình ăn chuột ăn đủ sao không được? Anh ra tao chiều về trong đó tới nhà tao ăn đủ đủ. Dạ. Nóng. Nóng gì mới. Còn gì ta? Còn một gấp dài. Hai gấp luôn, còn hai gấp luôn. Kìa, ăn mình mạnh đi. Dưới đây. Dưới mình mạnh đi. Thiếu ớt rồi dầm tôi thịt rã nó chấm chừng dài ba cái rồi còn nãy 4-5-10 cái rồi mà có 5 cái nói chung vị mới ngon nó tôi khoái ớt nhiều. Đây này u là trình sạch sạch là ớt là nó dễ hết dài miếng đậu nó cay ha rồi bắt đầu chấm rồi vẫn ngon cực kỳ. Như chén mắm mà ngày qua hôm nay không còn rồi ớt không chén mắm nó đâu có 7 ớt mà ớt giờ tôi mua ớt trái bành bành không à dài bành không mà dầm trong đó 6-7 trái ớt.